Bảo quản sữa mẹ đúng cách. Trong một số trường hợp, em bé không bú mẹ trực tiếp nên bạn cần phải vắt sữa cho bé bú. Không chỉ giúp bé được hấp thu nguồn sữa mẹ dinh dưỡng, việc vắt sữa còn giúp giảm căng tức ở vú và duy trì nguồn sữa mẹ. Sau khi vắt sữa, bạn cần bảo quản đúng cách. Việc bảo quản sữa rất quan trọng, quyết định tới chất lượng sữa em bé được bú. Sau khi mẹ vắt sữa ra, nên đổ ngay vào túi đựng sữa chuyên dụng, sau đó dán nhãn bên ngoài túi chữ sữa, ghi ngày giờ vắt. Cất sữa đã vắt vào tủ lạnh ngay khi có thể. Nếu không thể, hãy để sữa ở nhiệt độ phòng ở mức nhiệt khoảng 26 độ C, nhưng lưu ý là chỉ để trong vòng 6 giờ, tránh xa những nơi có bức xạ, ánh sáng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt khác. Có thể bảo quản sữa lên đến 48 giờ trong tủ lạnh hoặc làm lạnh nhanh trong 30 phút và trữ đông ngay sau đó. Sữa sẽ tinh khiết ở trạng thái đông. Sữa có thể trữ trong vòng từ 1 đến 2 tuần khi được trữ trong tủ lạnh cửa đơn, khoảng 3 tháng khi trữ trong tủ lạnh hai cửa có phun xương, 6 tháng trong loại tủ luôn duy trì ở mức nhiệt là âm 18 độ C. Chia sữa thành các túi nhỏ với dung tích từ 80 đến 120ml để giảm thiểu thời gian làm lạnh, tránh lãng phí, khi giã đông sữa thì sữa tan nhanh hơn. Nếu bị cắt điện trong thời gian dài, bạn nên lấy các túi sữa đã trữ đông xếp vào thùng cách nhiệt cùng với đá viên. Giã đông và hâm nóng sữa mẹ. Dựa vào thời gian vắt sữa, bạn sẽ lấy sữa vắt rồi làm ấm và cho bé dùng trước, sữa vắt sau sẽ cho bé dùng sau. Trước mỗi bữa ăn, mẹ lấy sữa từ ngăn mát tủ lạnh và để ngoài môi trường mát khoảng 30 phút. Không nên giã đông sữa ở nhiệt độ phòng vì làm thế sẽ khiến vi khuẩn trong sữa tăng lên. Để giã đông sữa mẹ, bạn có thể hấp cách thủy hoặc làm ấm sữa bằng cách đặt bình sữa vào trong một bát nước nóng khoảng 40 độ C. Không đun sữa mẹ hoặc hâm sữa bằng lò vi sóng vì sẽ làm hỏng sữa. Lắc nhẹ chai sữa để phần váng sữa và sữa trộn với nhau. Đừng lắc quá mạnh vì sẽ làm phân hủy một số chất dinh dưỡng có giá trị trong sữa. Hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi cho bé bú. Sữa phải ấm nhưng không quá nóng. Nếu bé bú không hết sữa sau khi giã đông thì phải bỏ đi, không được trữ lại.